Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, hôm qua ngày 16 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở gần thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện vào sáng ngày 16 tháng 7 với 7 máy bay không người lái. Hai chiếc trong số này bị các hệ thống phòng không bắn hạ, 5 chiếc còn lại bị áp chế điện tử và rơi trước khi đến được mục tiêu. Bên cạnh đó, hai thuyền không người lái cũng bị phát hiện ở khu vực phía bắc Biển Đen và bị các tàu tuần tra bắn hạ. Các vụ việc trên không gây thương vong về người hay thiệt hại vật chất nào. Trước đó, thị trưởng Sevastopol Mikhail Ravozayev cho biết cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crimea. Trước đó, vào ngày 15 tháng 6, Nga cũng thông báo ngăn chặn được một cuộc tấn công tương tự của Ukraine vô hiệu hóa 9 máy bay không người lái.